Em xin kính chào toàn thể các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay nhà em thì lên phiên bán hàng ngày 27 tháng 8 năm 2024. Hôm nay thì vợ em đi vắng nên em lên live thay vợ em cũng mời các bác vào theo dõi và ủng hộ gia đình nhé. Sau đây em xin đi đến từng mã để các bác xem và ủng hộ gia đình ạ. Mã 1 của em là mã tam bảo sắc các bác nhé. Tam bảo sắc lá ngắn lá rụt luôn các bác ạ. Bản lá của nó là 4,5 cm các bác nhé. 13 cặp lá. Rất đều rất đẹp, không lỗi một chút nào các bác nhé. Mã 1 320.000 các bác ạ. Đây ạ. Đây là vẫn còn nguyên của các bạn đem từ trên rừng về ạ. Em chưa có cọ rửa gì cái lá của nó các bác nhé. Về các bác có thể là rửa nó đi, nó sẽ rất là bóng, rất là đẹp đấy ạ. Mã 1 320.000. Em xin đến với mã thứ 2. Mã thứ 2 cũng là tam bảo sắc. Lá xếp các bác nhé, nhưng lá này lá dài, bản lá dài, hai mẹ con. Mã 2 290.000 các bác ạ. Đấy, ngọn khá là dài các bác nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cặp lá các bác ạ. Cái lá ngọn này thì vì vận chuyển xa nên các bạn ấy buộc cái dây này vào để cho nó đỡ hạn chế va chạm nhé. Nhưng mà nó vẫn bị gập một chút này các bác nhé. Không ảnh hưởng gì đâu ạ. 290.000 mã 2. Rất đẹp các bác nhé. Mã số 3 160.000 ạ. Hai mẹ con. Đây con này ạ. Mẹ đây ạ. Cái này thì lá gốc thì bị sâu ăn các bác nhé. Đấy. Cũng là do mưa gió nên là lá nó cũng bị dập. Ngọn này dài hơn 1 mét các bác ạ. Hơn 1 mét. 160.000 mã 3. Em đến với mã thứ tư, lá xếp ngắn, rất đẹp. Các bạn, ngọn thứ nhất ạ, mã thứ tư có giá 220.000 bác nhé. Đây ạ, một ngọn này, em chọn cái mã có những cây nó đều đều với nhau. Ngọn thứ hai các bác này, và ngọn thứ ba đây ạ, ba ngọn. Lá xếp, lá ngắn, 220.000 mã 4 ạ. Mã số 5, 200.000. Một ngọn ạ. Hai ngọn ạ. Cái ngọn này thì hai anh em các bác nhé. Bốn ngọn này. Năm ngọn này. Ngọn thứ 6. Ngọn này thì cái mẹ nó bị chết, nó cũng đẻ ra cái ngọn con này ạ. Đấy, 6 cái ngọn cũng tương đối là đều nhau này. Có giá 200.000 các bác nhé. Ta mở sắc lá xếp, xếp ngắn ạ. Xếp rụt đấy ạ. Loại này thì ăn nắng rất là khỏe. Về nhà các bác ghép vào là 100% là sống ạ. Em đến mã số 9. Một cái chồn các ạ. Hôm nay chồn nhà em hơi ít. Cái chồn này thì có 4 cặp lá các bác nhé. Đấy. Năm hoa vừa rồi thì có 2 vòi hoa. Mã số 9 có giá là 60.000 các bác nhé. Bác nào mua hàng thì các bác gọi trực tiếp cái số điện thoại em ghim trên màn hình ấy ạ. Thì các bác đừng có nhắn tin ở trên YouTube, em cũng nhiều khi khách đông quá em không để ý ạ. Mã số 8 có giá 80.000 ạ. Có một cây hồ điệp các bác nhé. Và có 4 ngọn tam bảo sắc ạ. Đây ạ, ngọn thứ nhất này. Ngọn thứ hai này. Ngọn thứ ba này. Ngọn này thì nó cũng lá nó hơi bị lỗi một chút ạ. Và ngọn thứ tư các bác nhé. Đây ạ. 4 ngọn tam bảo sắc. 4 ngọn tam bảo sắc. Và một cây hồ điệp các bác nhé. Mã số 8 có giá 80.000 ạ. Mã số 10 của em có một cân chồn như thế này các bác nhé. Đây, cái chồn này thì chồn lá dài. Đây, hai cây này. Có cây này khá là đẹp, cây khỏe cứng này, 3 4 5 6. Chỗ này nguyên một chùm này. Một chùm các bạn lấy về em vẫn để nguyên như vậy.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em để nguyên này các bác nhé. 13 này. 14. 15. 16. 17 cây các bác nhé. Khoảng 17, 18 cây gì đấy. Như thế này các bác nhé. Mã 10 có giá 100 nghìn ạ. Em cân đúng là tròn 1 cân các bác nhé. Loại lá dài. Em xin phép đi đến dưới Thủy Ly các bác nhé. Thủy Ly ạ. Loại này thì hoa màu vàng. Hoa của nó thì các bác có thể tìm ở trên trên mạng các bác nhé. Đấy. Hoa này vừa tàn rồi xong. Mã 12 có giá 110 nghìn ạ. Đây là ba mẹ con các bác nhé. Loại này thì chủ yếu là chơi thân lá. Nó cũng đẹp như cáo đấy ạ. Có nhiều cây đẹp hơn các bác nhé. Ba mẹ con. 110 nghìn. Mã số 12. Em đến với mã số 11. Bốn mẹ con các bác nhé. Đây, một cái con bé nhất này. Đang ra này. Hai cái con này. Ngọn này thì đẹp hơn ngọn số 12. Lá xếp thân rất là đẹp. Mã 11 có giá 150 nghìn ạ. Thủy Ly các bác nhé. Rất là giống cáo. Đấy. Thủy Ly. Mã 11 có giá 150 nghìn ạ. Vẫn là Thủy Ly các bác nhé. Đây có một dề là bốn mẹ con. Bốn mẹ con này. Với một thân nữa. Mã 13 em bán cho các bác là có giá là 100 nghìn ạ. Thủy Ly các bác nhé. Hàng chơi thân lá. Hoa cũng đẹp các bác nhé. Đẹp. Mã số 15 có giá 110 nghìn ạ. Cái này thì mã này nhiều cây hơn nhưng cây dáng nó không được đẹp lắm. Không được thẩm mỹ lắm. Một cây này. Hai cây ạ. Ba cây ạ. Bốn cây các bác nhé. Năm cây. Năm cây với hai cây con. Đấy ạ. Năm cây to này thì các bác về có thể là ghép thành một cái chậu được. Mã số 15 có giá 110 nghìn các bác nhé. Thủy Ly. Em đến với mã số 16 có giá 120 nghìn. Một ngọn này. Hai ngọn này. Ba ngọn. Cái này có hai cây nó chung một dề các bác nhé. Sáu cây. Mã số 16 có giá 120 nghìn các bác nhé. Mã số 14. Cây nhỏ hơn nhưng mà nó cái dáng của nó cũng đẹp các bác nhé. Hai cây này. Đấy. Các bác xem cây này rất đẹp này. Xếp đẹp luôn. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây. Bảy cây. Tám cây. Chín cây quá nhé. Chín cây như thế này ạ. Mã số 14 có giá 100 nghìn ạ. Em đến với mã tam bảo sắc nữa. Mã này thì cây nó cũng là tam bảo sắc lá rụt, lá xếp ạ. Nhưng mà dáng của nó thì cũng không được thẩm mỹ lắm. Thì em bán rẻ cho các bác. Mã số 6 có giá là 120 nghìn. Một cây này. Cây này thì mẹ nó bị gãy ngọn và đẻ ra một ngọn mới này. Hai cây ạ. Rất khỏe các bác ạ. Về các bác rửa sạch những cái lá này thì rất là đẹp, bóng đẹp. Ba cây ạ. Và bốn cây ạ. 120 nghìn. Mã số 6. Em có mã số 7. Đây có hai thân thì nó cũng có giá 130 nghìn các bác nhé. 130 nghìn. Một thân. Thân này có hai mẹ con. Cây con này ạ. Thân thứ hai thì có ba mẹ con. Đây như thế này. Mã số 7 130 nghìn ạ.
Và cuối cùng em có một cái giò kiều các bác nhé. Kiều này là kiều kiều vuông, kiều mà hoa màu mỡ gà các bác nhé. Đây đây các bác xem này. Rất là nhiều thần các bác nhé. Dân ghép ở trên một cái gỗ dớn. Và đây bên cạnh còn có một một khóm kiều dẹt. Khóm kiều dẹt đấy ạ. Khóm kiều dẹt này thì mới hai khóm các bạn. Cái này họ ghép được 3 tháng thì rễ cũng đã ra rồi. Đấy ạ. Thần kiều dẹt rất là to nhé. 14 thân kiều vuông. Đây. Giờ cũng khá là to ạ. Với hai khóm kiều dẹt các bác nhé. Mã này mã số 17, em bán cho các bác là giá 320.000 ạ. Mã này cũng là mã cuối cùng của gia đình em rồi. Thì em xin phép được dừng video ở đây. Cũng rất mong các bác theo dõi và ủng hộ gia đình ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.